Mùa ca mọi người. La 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 la. Chị An Nga xin chào tất cả các bạn ở điểm trường Hồ Xá Trải. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, là ngày Tết Trung Thu. Chị xuống đây vui chơi để em quay à? Các em hãy đón một người bạn với chị cũng đến từ cung Trăng Ca. Quậy ơi! Chú Quậy ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi, cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cứu mẹ đi mời quan viên, ông thì cầm bút cầm miên, ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa. Chú Quậy chào tất cả các bé nào. Ở đây rất có nhiều các bạn nhỏ, lại có khi có chị Hằng nữa. Chú Quậy nghe nói ở được trường mầm non, các bé vừa chăm vừa ngoan, học giỏi lại hát hay múa em phải không nào? Quậy nói đúng rồi đấy, các bạn của chúng ta chỉ được nói là hát rất hay, học rất giỏi. Không những thế, hôm nay đến đây tham dự hội dòng trung thu với chúng ta còn có đại diện ủy ban nhân dân xã và các thờ đoàn thể xã, quan thần sáng, các thầy cô và các bạn học sinh, phụ huynh học sinh trường Hồ Xá Trải và cả bác trưởng thôn Châu Thân Yêu. Bây giờ chị Hằng Nga sẽ có rất nhiều trò chơi và trò chơi của chị có rất nhiều trò tặng để tặng các em. Bây giờ đầu tiên chị mời là bạn nào này có thể hát những bài hát thật là hay thì có thể xung phong giơ tay lên đây hát để tặng quà nhá. Có bạn nào biết hát không? Một cô bé mặc áo hồng rất là xinh xắn ạ. Rồi, mấy con. Các bạn ơi, cổ vũ cho bạn nha. Hôm nay là sáng ạ. Đi lên đi. Nào, nào, nào. Các cô ở đấy hát à? Các cô lên đây biểu diễn nha. Con hát luôn đúng không? Hát luôn nhá. Đấy, con hát nhá. Bạn ấy hơi ngượng, lần đầu tiên bạn ấy biểu diễn ở đông người như thế này, hơi ngượng đấy. Người cho chàng vào tay cổ vũ nào. Vỗ tay. Con có biết hát bài meo 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 rửa mặt như mèo không? À không, biết hát bài meo 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 à? Chứ con biết hát bài gì? Con biết hát bài gì nhỉ? Cho con xin ở một phút xin nhé, một phút xin nhé. Có bạn nào bây giờ biết hát nữa không nào? Xung phong nhanh lên nào. Nào biết nào, nào biết xung phong hát, cùng bạn hát bè nào. Nào, nào biết hát nào? Hát nhá. Mày nói cái gì nhỉ? Là gì? Là gì? Ở trong
trong lúc mà các bạn suy nghĩ bây giờ có ai hát bài gì nữa không? Bên này xem có bạn nào không? Bên này chị Hằng nào? Lên lấy đồ chơi. Tiếng kêu người là tiếng kêu con gì không? Đây là con chú ý nghe chị Hằng đọc nhá. Con gì mà kêu vít vít, kêu mẹ ra bờ ao, chẳng khác mẹ tí nào, cũng lạch bà. Là con gì nhỉ? Các con có biết con gì mà đi lạch bà lạch bạch không? Đấy nào, biết giơ tay xem nào. Bé cố à? Bé cố đúng không? Các con ơi, các con có biết con gì đi lạch bạch mà ra bờ ao mà kêu vít 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 sâu? Ôi trời ơi con! Đây! Con gì hả con nhỉ? Cô là con gì ạ? Con thích trò gì nào? Bây giờ con này, thương nằm đầu hè, giữ cho nhà chủ, người lạ nó sủa, người quen nó mừng. Con gì nhỉ con nhỏ? Ai giơ tay nào, ai giơ tay nào? Con phải con. Con gì hả con? Con chó. Cục tê để trứng tròn xoe, gọi người đến lấy. Con gì mà để trứng tròn xoe? Cục tê. Đây anh Sơn tay trước rồi à? Không à, bạn đằng sau ấy à? Anh Sơn tay trước luôn rồi. À con gì hả con? Con gà. Quá chính xác luôn. Ôi con này này, con gì mà kêu be be, đầu có đôi sừng nhỏ, thích ăn nhiều lá cỏ, mang sữa ngọt cho người. Con này, rồi con này, con bò. Con bò, có đúng là con bò không? Con bò có kêu be be không? Không phải, rồi. Nằm thở thì phò. Ôi dù con này dễ quá, con này nhá ai đúng không? Con gì kêu thịt nhỉ? Rồi cháu. Ôi à con ạ. Quá chính xác rồi. Cảm ơn con. Các con có muốn chơi đố con này tiếp không? Chơi đố con vật tiếp không? Rồi thế đi chơi tiếp vậy. Bây giờ con gì mà bơi lượn dưới nước mà giỏi nào? Con gì mà bơi lượn dưới nước mà nhà mình rất hay ăn nhỉ? Bạn này là đoán rồi, bạn này. Con gì mà dưới nước mà con mèo nó thích ăn con đấy nữa. Thật xa đây rồi. À bạn này có thể trả lời chị Hằng là con gì nhỉ? Con cá. Đúng rồi. Đúng rồi.
cô đây. Các cô, các chú là có thấy là các bạn nhỏ của chúng ta là rất thông minh không ạ? Rồi, bây giờ đố các con cuối cùng này, đố các con cuối cùng này. Con gì mà đi dọc lại thành ngang, đi ngang lại thành ngang? Là con gì hả con? Con gì mà có hai càng mà có thể cắt được rất là đau? Con gì? Con gì hả con? Con mèo. Con mèo với càng mà có cắt mình đau và đi ngang 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 không? Có một cái trò chơi này, đấy là bé nào ở đây thích hát thì lên hát một bài, và các bạn sẽ chỉ đoán tên bài hát đấy là bài hát gì. Có thể là các cô giáo ở trường thì có thể giúp đỡ xem là có bạn nào biết hát lên hát bài đấy, và các bé còn lại thì đoán tên bài hát đấy là gì không ạ? Nào, bạn nào xung phong lên hát nào? Bạn nào xung phong lên hát để đố các bạn này còn lại ở trường thì xem là bài gì không ạ? Quá hay luôn, cô công chúa xinh đẹp nào lên đây ạ? Bye.
nào đã. Bây giờ thì con hát quá hay luôn. Con chọn đi. Bất cứ phần hòa nào ở đây con thích là chị Hằng tặng con luôn. Con thích phần nào nào, con lấy bất cứ cái gì con thích. Giờ con thích cái gì nhỉ? À, con thích cái ô tô này. Nào, bây giờ bạn nào cho chị Hằng biết là bạn vừa hát bài hát tên là gì nhỉ? Bài gì hả? Chú quay cái tin thế nào, bạn nào biết cho. Bạn nào mà hát rồi, bài gì hả con? Bài con chim nó. Không phải rồi. Thôi rồi, cái này mất ngược. Đến lượt cái này. Bài gì hả con? Ôi đấy rồi, con bé tương xinh xắn lên rồi. Bạn hát bài gì? Công pháp. Phần đúng không con? Đúng. Quá chuẩn xác luôn. Chị mời con lên. Chị mời lên nhận con. Con nào? Nào, bé nào? Con có thể lên chọn bất cứ con quà nào mà con thích ạ. À, con thích con nào? Con thích con chó bông này. Hay là con